Ok, bữa nay mình làm tàu chạy bằng động cơ siêu nhỏ nha anh em. Gồm có một cái motor, cái ghế bông tai, dao bọc giấy, miếng vỏ lon bia, gần cục xốp. Giờ mình cắt cục xốp thành tạm. Cắm miếng che vô cho chắc. Thank you.
giờ chắc cái chương trình nha. Rồi.
gãy chân vịt đóng dây tùy theo chiều mình bẻ. Ok, vậy là xong. Đi thử rồi. Chạy rất là ngay anh em. Ok, ta xong một chiếc thuyền siêu đơn giản nha. Cảm ơn anh em đã xem video nha.